Chào mừng các bạn đã đến với ngày 21 của chuỗi video về trồng răng implant. Khi cấy ghép implant thì việc lựa chọn vật liệu cho mão răng cũng rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ, chức năng và độ bền của răng. Hôm nay thì tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các loại vật liệu mão răng phổ biến và làm thế nào để chọn loại phù hợp nhất cho implant của bạn. Các loại vật liệu mão răng phổ biến như là răng sứ kim loại. Mão răng làm từ răng sứ kim loại bao gồm một lớp phủ sứ bên ngoài và lớp kim loại bên trong. Và đây là một loại mão răng rất là truyền thống, phổ biến từ trước đây vì nó là sự kết hợp độ bền của kim loại và thẩm mỹ của răng sứ. Ưu điểm thì mão răng kim loại có độ bền tương đối, chịu được lực nhai cơ bản và có khả năng chống mài mòn tốt. Nó thường được sử dụng trong vùng răng hàm hoặc những vị trí chịu lực nhiều. Nhược điểm vì nó có lõi kim loại, mão sứ kim loại có thể làm cho viền níu có màu xám, níu bị tụt và gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đặc biệt là vùng răng cửa. Ngoài ra thì nó còn có thể gây viêm lợi về mặt lâu dài. Đây là một trong những lựa chọn mà bác sĩ Cường ít khuyên dùng nhé. Thứ hai là loại sứ toàn phần. Mão răng làm từ sứ toàn phần thì không có lõi bằng kim loại nữa, mà nó là lõi bằng phôi sứ và mang lại thẩm mỹ cao nhất vì màu sắc của nó giống với màu răng tự nhiên. Ưu điểm của mão răng sứ toàn phần nó là thẩm mỹ và phù hợp cho các vùng răng cửa và cả răng hàm nữa, hoặc những vị trí yêu cầu về thẩm mỹ cao. Nó cũng không gây phản ứng dị ứng và thích hợp với những người nhạy cảm với kim loại. Nhược điểm của nó là nó có chi phí cao hơn và nó có thể là mẻ cái lớp sứ bên ngoài khi chúng ta ăn nhai mạnh. Do đó thì nó không phải là lựa chọn lực tốt nhất cho vùng răng hàm. Thứ ba là zirconia nguyên khối. Đây là một loại vật liệu có độ bền cao, kết hợp giữa răng sứ thẩm mỹ. Mão zirconia này ngày càng phổ biến nhờ khả năng chịu lực và có tính thẩm mỹ. Nó vừa có độ bền cao, vừa có độ chịu lực tốt và ít bị mài mòn và không bị gây dị ứng. Nó có màu trắng tự nhiên nên là cũng mang lại thẩm mỹ cao cho răng của bạn. Và nhược điểm của mão zirconia đó là giá thành cao hơn so với các loại mão khác và việc gia công cũng phức tạp hơn. Rồi, một trong những chủ đề các bạn thích nghe đó là mão răng sứ kim loại quý. Mão răng bằng kim loại quý như là vàng được biết đến với cái độ bền tương đối và khả năng chống mài mòn. Mão bằng vàng thường được sử dụng cho vùng răng hàm. Ưu điểm là mão kim loại quý này rất là bền, ít bị mài mòn và có khả năng tồn tại suốt đời, và nó cũng là vật liệu an toàn và ít gây dị ứng. Nhược điểm của mão kim loại quý là nó có màu vàng và không phù hợp với vùng thẩm mỹ của răng, và giá thành của nó thì cũng cao hơn rất là nhiều so với loại mão khác. Vì vậy là chúng ta cần dựa vào vị trí răng, và nếu bạn cần mão răng cho răng cửa thì sứ toàn phần và zirconia là lựa chọn tốt nhất. Và đối với vùng răng hàm nơi cần chịu lực thì các bạn có thể sử dụng loại zirconia full để cho một cái lựa chọn tốt hơn, loại zirconia toàn phần ấy. Và dựa vào ngân sách của bạn, chi phí là một trong yếu tố quan trọng khi mà lựa chọn loại vật liệu mão răng sứ. Sứ kim loại và sứ toàn phần thì thường có giá phải chăng hơn, trong khi đó zirconia và kim loại quý có giá cao hơn nhưng mà cũng mang lại nhiều lợi ích về độ bền và thẩm mỹ. Và các bạn sẽ là nhà lựa chọn thông thái. Và tại Nha Khoa Bác Sĩ Cường thì chúng tôi áp dụng loại răng sứ zirconia cho bất kỳ khách hàng nào dùng implant, và nó được tặng cho các bạn nhé. Trên đây các bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp cho nụ cười bằng cách lựa chọn loại răng sứ để đảm bảo độ lâu bền của implant. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề về cấy ghép implant và sức khỏe tổng thể. Tại sao sức khỏe tổng thể lại ảnh hưởng đến kết quả của cấy ghép? Hãy đón xem video tiếp theo vào ngày mai nhé.